Chào các bạn đến tin nhanh 247. Nổ mắt với vàng phần lớn hội tụ trong ngày ra mắt siêu phẩm BMW. Ngày hội upline của BMW Motorrad Việt Nam tại Hà Nội đã hút rất nhiều người chơi xe phần lớn tham gia. Sáng ngày hôm qua tại Helio Cafe trên con phố trung tâm Bà Triệu, BMW Motorrad Hà Nội đã tổ chức một cuộc upline cho các gamer là những người đam mê BMW Moto có cơ hội hội tụ và làm quen, trao đổi những kinh nghiệm dùng và bảo dưỡng những chiếc xe thực y của mình. Hãy cùng chúng tôi ngắm những cái chiếc xe cực chất trong cái sự kiện upline này. Ngày hội diễn ra từ lúc 8 giờ sáng ngày 9 tháng 6 với những người đã có mặt tại đây cũng rất sớm. Địa điểm tổ chức trưng bày rất nhiều mẫu mô tô của nhà BMW. Những mẫu bao gồm C310Z mới ra mắt và những mẫu xe quen thuộc như BMW Anetti hay BMW A1200ZA. Sự cuốn hút với những chiếc xe dường như đã làm toàn bộ các PM phải rời bàn cà phê và tiến gần những cái chiếc BMW lô cuốn này và cái chiếc BMW Anetti cực đẹp bên chủ nhân của mình. Cái sự kiện upline lần này của nhà BMW còn có nhiều người dùng Xiaomi và các hiệu xe khác cũng góp mặt. Một biker dù có chiều cao hình là khiêm tốn nhưng vẫn thừa khả năng điều khiển cái con khủng long BMW A1200ZA. Khách tham dự còn được trải nghiệm lái những dòng xe hoàn toàn mới của BMW như cái chiếc Z310Z và cái chiếc Z710A là cái dòng nước bay tầm trung của BMW Motorrad được trang bị chung cái khung và động cơ với cái mẫu BMW Z310Z. Cùng với đó là cái sự xuất hiện của chiếc BMW F800A, một cái chiếc nước bay cực kỳ hợp lý với cỗ máy mạnh mẽ và êm ái. Một biker đang cưỡi trên cái con khủng long Aventador BMW A1200ZA. BMW Motorrad tại Việt Nam bán các mẫu xe của mình với mức giá dao động từ 189 cho đến 630 triệu đồng tại các showroom chính thức của mình tại cái địa chỉ số 1 Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội. Hãy tới và trải nghiệm những dòng xe tuyệt vời của hãng xe đến từ châu Âu này nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi ngày hôm nay tiếp. Nhớ like, subscribe.